Mà chứ. Thưa thầy, con có một câu hỏi. Từ những người mà lớn tuổi rồi không có đi làm việc đấy, còn mấy người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc mình phải dùng một cái trí mình để mình suy nghĩ, thì lúc đó mình lại không có tập trung để mình niệm Phật được. Thì như vậy thì mình có như là chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi mình về nhà thì mình mới ngồi mình niệm được. Và nếu mà mình ngồi được trong một ngày mình niệm được gì nữa thứ một tiếng như vậy, nó có mình thành tâm làm việc cho chính mình. Khi mình đi làm việc thì phải tận tâm, lúc làm việc phải hết mình tận tâm, rồi về nhà mình thanh tịnh cái giờ phút riêng biệt, phải nhắm mắt trong góc nào mình ngồi thanh tịnh không ai đá động, mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà giữ cái nguyên lý đó mà thành tâm niệm, thế nó phát triển. Nhưng mà đời đạo song tu, khi chúng ta đi làm phải thành tâm. Tôi làm việc đây cũng như tôi đang niệm Phật, thành tâm, tập cái tánh thành tâm, làm cái gì phải chú ý thành tâm. Tại vì con có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc thì con niệm được. Thì không có niệm được, không niệm được thì bị rút đi mất rồi. Ngủ mình nó gục xuống không được. Mình phải chú ý việc làm mình rất thành tâm. Khi mình làm là mình luyện cho lục căn lục trần nó thành tâm. Thành tâm là người niệm Phật, làm là bắt lục căn lục trần làm chứ đâu có trí con đâu có làm gì, bắt cái lục căn lục trần làm việc vậy thôi. Làm hết giờ về là tới lúc đó là giờ của mình luyện cho phần hồn thanh nhẹ, nhắm mắt thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm, thì lúc đó cái từ trường mình xuất ra nó có connection với Phật, từ bi của Phật ban chiếu. Mà mình thành tâm là một tiếng hơn một ngày niệm mà không ra thì lỗi tâm không thành. Tâm không thành là đồ giả, không có được. Có thể trong lúc niệm có nhiều khi cái luồng điển rút lên một cái mình cũng ngủ mất, đang niệm cái mình ngủ mất, thì sau cái đó khi mà mình tỉnh ra dậy mình tiếp tục mình niệm tiếp. Lúc đó mình nhớ cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi, tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, cái bộ đạo nó mới phát triển sang, không cần niệm nữa, niệm nó vô biên niệm rồi, đó, vừa nhắm mắt là nó rút rồi, rồi cứ nhớ cái đó mà đi, nó luôn bồ sáng xuống cái khúc ở trên. Còn người mới niệm, mới tu là phải niệm. Niệm tập cái tim này, tập lục căn lục trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó thì cái óc nó sáng. Thưa thầy, con có một câu hỏi cuối nữa. Hồi nãy thầy có nói rằng nếu mình không có điện về trên đó sẽ bị Đức Phật Tổ cậy. Thì thưa thầy, con muốn biết trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó nói nhất khí hóa tâm, nhất khí hóa tâm thanh, tâm thanh mới hóa ra ngũ hành ngũ đế. Thì cái nhất khí đó là bị Hoàng Thượng Đế và Cực Đại Thiên Tôn. Thưa thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà thầy nói đó, có phải là Đức Hắc Vị hay không, và cái liên quan giữa Đức Hắc Vị và Đức Phật Tổ Như Lai là như thế nào? Như Lai Phật Tổ cũng nằm trong góc đó mà thôi, tới là mình bị vỡ trách. Bây giờ không có trọn tâm tu học, tu chưa có chừng là không có trọn tâm tu học, thế nào cũng bị trách. Cái nguồn gốc của mình đó là từ Đức Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là cái nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai? Cái nguồn gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mình đi về tới Như Lai rồi mình thấy mình nguồn gốc là vô sanh bất diệt, là ánh sáng. Tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai. Trong thanh tịnh mà ra, cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú. Cái vốn mình là thanh tịnh, về tới thanh tịnh mình rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra. Ừ,
các anh chị. Con xin tiếp tục chương trình rồi. Các bác, các anh chị có ai có câu hỏi? Mà ngay thẳng, nhưng mà có người ngồi mà không có thẳng á, tôi thấy cái cổ nó không có được thẳng. Không thẳng là không được, phải ngồi thẳng mới được. Thẳng thì nó đi lên, mình nghĩ như là gục xuống nó đi sạc lại. Cũng thấy mà thấy gì đâu, không nhớ được. Thẳng đi lên rõ ràng, không nhớ. Con xin cảm ơn thầy. Con xin mời bác. Kính thưa thầy, con có nghe cái cuộn băng của thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thường Dưỡng Dưới Kiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thầy có nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó nên con có nghe trong cuộn băng đó, thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi thầy. Nhưng mà bị cái phần mà vấn đáp, phần giải đáp của thầy thì nó trong băng nó nghe không được rõ. Nên sẵn đây xin nhờ thầy mình giải để dùng con là quên là cách làm sao mà vừa quên, quên nhớ được. Nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã giờ ngay trong tim rồi. Quên là không có chữ cho chúng ta được. Đó là quên. Nhưng mà nhớ một lúc. Không bao giờ dẫn ra. Em chữ được không bao giờ trả được. Đó, nó là việc quan thân. Cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế. Trong sanh có tử, không sao, trong tử có sanh. Mà chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng. Thấy rõ ràng, hàng ngày nhai vô miệng cho nó chết. Nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống. Trong tử có sinh. Mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm, mà thiếu thanh tịnh không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu, mà không chịu hành. Thì không bao giờ tiến, dùng lý luận không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà, nó đừng sống nhưng mà chúng ta lột tan, nó chết rồi, vô còn nhai vậy nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã nó được đi về cái sắc giới của nó, trình độ của nó. Mà thật sao có tử, cái sắc này có này. Ngày nào nó sẽ chết. Chúng tử có sẵn. Chúng thấy rõ là biết được hai điều đó thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo. Muốn tử sợ sanh phải lo. Thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe. Nhưng mà nói là cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế. Còn bị của còn cái người phàm đó thì mới có nói là làm sao mà vừa quên vừa nhớ một lúc nữa. Thì đó, đó quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trong tim bộ đầu. Đã anh hiểu, lúc đó anh quán thông rồi. Quên nhớ một lúc, nó cũng nằm nguyên lý của ông trời. Mình đâu bỏ ông trời được. Đi về điện giới là sống với ông trời. Niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật. Là sống Phật phải sao? Phải phát triển tâm tự đi. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà thiên biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết. Bình an, không lo. Bình tâm có cái hoàn cảnh nào xảy đến. Xin cảm ơn bác. Cảm ơn thầy. Xin hỏi còn ai có câu hỏi nữa không? Trong khóa 3 này có em Loan là người trẻ tuổi nhất. Chị xin mời em Loan lên đây đứng lớp cho con. Người qua đời rồi đó thì người nào tốt thì sẽ thành
chim, mấy con chim là hạt hay là tiên nữa. Cái đó có đúng không thầy? Thì bây giờ con muốn tu cái pháp này, con phải thực hành rồi con chứng nghiệm mới đúng. Không có nên nghe người ta nói rồi con truyền thuyết hết rồi con không có hành được cái gì hết. Con hành cho óc con sáng, con thấy rõ, thì cái đó là giá trị như vậy. Vô vi phải như vậy. Còn con rùa chậm mà chắc. Con rùa nó tu lâu năm á, có phải nó là tiên không vậy? Không phải tiên. Nó tu là nó nhờ nó pháp luân thường chuyển. Con rùa nó nhờ pháp luân thường chuyển, nó sống lâu hơn con người. Nó nhờ hơi, nhờ nguyên khí của trời đất mà nó sống, chứ không phải là vật chất nhiều. Con rùa bây giờ con tin, con bắt con rùa con giam ở dưới bộ phải đó, nó cũng vẫn sống ngoài, nó hết nguyên khí nó sống. Cảm ơn thầy. Như còn bác nào có câu gì muốn hỏi không? Con thấy chuyện này chuyện nọ con tò mò hỏi cha mẹ, cha mẹ thì cũng như người truyền thuyết mà cha mẹ không hiểu rõ. Con bây giờ có cái óc con hành để con hiểu rõ cái sự việc đó. Cái đó là chuyện quan trọng của đời con. Con hỏi người ta rồi con cũng quên nữa. Con hành cái óc con mở, tự nhiên con hiểu, tự nhiên hiểu rõ ràng. Mới lạ, tôi không có học cái đó mà tôi hiểu. Rồi lúc đó con mới nói điển là cái gì, vật chất là cái gì, cái chánh của nó là điển. Con ăn cộng rau cũng phải cái vũ trụ quan ban chiếu không, cộng rau trồng mấy ngày mấy tháng nó có cộng rau. Bây giờ con cắt cộng rau con ăn, con nhai vô trong bụng nó xong nó chất nhớt, nhớt nó quá sanh thủy không, sanh thủy thủy nó biến thành khí, khí nó thành sắc đi lên trên. Con ăn vô bằng ngoài con hồng hào thấy không, con đói bụng bằng ngoài con sắc phải không? Đó lần lần con sẽ hiểu, con sống với điển của ông trời, con không thể quên ông trời. Con sống với Thượng Đế, con không thể quên với Thượng Đế. Mà trong này con có tâm từ bi, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó phát khởi tâm từ bi. Con sống với ông Phật, con quên ông Phật là con có lỗi. Con sống ông trời, con phải sống thấy cái hạnh của ông trời. Ông tạo lập vũ trụ và vũ trụ phục vụ chúng sanh bất vụ lợi. Mà chúng sanh bày ra thương mại gạt lẫm được nhau. Chứ còn thiệt là sống, người nào chịu tu thì sống yên hòa tình tốt, không có ăn xài gì bên dưới đó một kiếp nữa. Nhưng mà đòi hỏi quá nhiều sân khổ, tạo loạn cho nhau mà thôi. Cảm ơn thầy. Còn bác với những thiếu chị anh nào có câu nào muốn hỏi không? Ông Tám con mình nè, con thấy không? Con thấy ông Tám con mình đang bị luân xa chiến nè. Thưa thầy, câu hỏi này thì trong thuyết cũng gửi cuốn văn Giải Nghiệp Tâm. Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì bên trên rút cả hồn lượng xác. Không biết cái chuyện đó là thế nào, xin thầy cho biết. Cái hồn lẫn vía chứ, làm ra hút cái xác được. Nhà con trong đó ghi được hồn xác. Không xác thì tại người có ghi là tạm vật. Nhà có người thì rút phần hồn thôi, nhà có người thì cả rút hồn. Rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao, muốn lưu dụng tại thế gian, cho người ta giờ đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện. Cái đó có, tự nhiên là giờ đi là muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có về trên hết chứ không phải không có đâu. Các bạn tu rồi một thời gian nữa tôi đi phố chơi, tự nhiên nó chuyển đi chỗ này chỗ nọ, vô gặp bạn đó. Thấy lạ. Tôi đâu có muốn gặp anh đâu mà bữa nay tôi gặp anh. Thở hai mình đi uống nước nói chuyện chơi. Có vụ đâu. Thì có về trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với về trên. Về trên là thanh nhẹ, nếu mình hướng về thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ.
và biết là cái phần hồn mình là vô sanh bất diệt, là mình không bao giờ sợ gì hết, dũng mãnh lo tu thôi mới nó an nhiên tự tại được. Nếu ai có gì thắc mắc nữa không? Xin mời bạn. Kính thưa thầy, sáng dịp anh Huệ anh có nhắc tới vấn đề mà nếu có tu được có trình độ rồi thì sẽ được cứu cả hồn lẫn xác. Còn ngoài ra cũng có nói là chẳng những là cứu được bản thân của mình rồi mà còn cứu luôn cả cửu huỳnh thất tổ. Thì cũng nhờ thầy minh xác coi cái cửu huỳnh thất. Đương nhiên rồi. Khi phần hồn mình sáng suốt đi đây đi đó được thì mình thấy ông bà cha mẹ mình trước khi mới tu mình cũng có dịp thấy vậy, mà rách rưới không có đàng hoàng. Bây giờ thấy thay đổi hết và có nơi có chỗ tu học rồi được cứu chứ. Dạ. Mình xác nhận mình thấy mới là đúng. Dạ. Và cái đó thì con hiểu. Như tôi thấy ông già tôi làm sao tôi biết hết, thì tôi hiểu, tôi mới xác nhận như ta. Dạ. Vậy thì con muốn hỏi thầy là cái phần nó cửu huỳnh thất tổ thì nó hơi mênh mông quá. Cũng nhờ thầy xác nhận là cái đó là gồm những giai vế nào ở trong dòng họ của mình. Trong dòng họ mình nó cửu huỳnh thất tổ là những cái chuyện hồi xa xưa nó cũng hội tụ lại. Yeah. Hội tụ lại rất nhiều. Chứ không phải là cha mẹ hay là ông bà gần của mình thôi mà cả nhiều lắm. Hội tụ nhiều lắm. Nhiều khi anh thiền mà anh thấy cả ngàn người mà không người nào giống người nào hết. Mà anh vui, gặp vui lắm. Nhưng mà cái đó là làm sao biết nhìn ra cái đó là cửu huỳnh thất tổ của mình được? Mình nhìn được chứ. Dạ, biết mà. Rồi mình biết đi riêng, nhiều khi ngồi vừa thiền đó là nhớ tới người này mình đi tới đó. Có thể nói chuyện nhau được nữa. Nó vui như vậy. Thì nó mới khuyến khích cho mình cố gắng tu hơn. Mình gặp những người nào mà hồi nào mà cha mẹ mình kể ông đó mà bây giờ mình không gặp, bây giờ mình gặp được. Mình mới thích thú chứ. Bằng lòng tôi nhiều hơn, thấy tôi đi đúng đường rồi. Tôi mà không thấy cửu huỳnh thất tổ, không được. Đừng có sợ ma, thấy con ma đừng có sợ. Nhưng cái đó là nhờ cái sáng suốt của mình lúc đó mà mình biết tỉnh táo nhận ra được cái đó là cửu huỳnh thất tổ của mình. Tỉnh táo. Khi mình thiền, mình có hiếu, vừa thiền nhẹ rồi, thấy được sung sướng. Nhưng mà bề trên người ta chuyển, nhưng mình đi xuống cái chỗ đó mình gặp. Chứ không phải có người để giới thiệu cho mình. Không, mình biết tên tuổi người ta rành mặt. Con xin cảm ơn Đức Thầy, xin cảm ơn bác Nguyên. Xin mời bác Trinh. Thưa Thầy, con hỏi Thầy là Thầy nói rằng là mình thấy cửu huỳnh thất tổ mình mà như cha mình hay ông nội mình chết 30 năm rồi đi đầu thai hay là bà ngoại mình đi bào thai hết rồi làm sao lúc bây giờ mà mình thấy được? Đi bào thai nhưng mà mình cũng có thấy được kiếp này hả đang làm giống nhân gì, đang khổ chỗ nào, mình biết. Gần như thưa Thầy, như ông bà mình, ông nội bà nội được hay ông cố mình cũng thấy được, nhưng mà có ông cao ông nội thì tùng lum tà la trước quá rồi làm sao mình thấy được? Có chứ, cũng có nhiều người. Tới đó mình tự nhiên hiểu rồi, lạ lắm, tự nhiên hiểu người này là trước kia là đã làm ông cấp tôi rồi. Biết vậy đó. Còn câu hỏi đặc biệt là chưa thưa Thầy, lâu nay con ngồi thiền là cứ vậy mà sau là lúc mình chặn cái thời gian ngắn này tự nhiên nó lại bắt thả ra đây rồi được 5-3 phút sau rồi nó lại nói lại, vì sao cái luồng điển không có thông suốt ở bên trên. Khi mà nó thông suốt nó đi thẳng rồi nó chỉ có về thôi, nó bây giờ là nó rút đi lên về thôi. Lâu quá 5-7 năm nó cũng không bao giờ thả gì hết á. Làm pháp luân nhiều chút nữa nó thông cái đốc mạnh, nó rút người mạnh thì hai cái tay nó rút lại. Cái pháp luân thường chuyển nó đừng có thấy làm chơi nghe, quý lắm á. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình, chuyện ông bà cha mẹ nhờ cái pháp luân thường chuyển khai thông nhiều chuyện lắm.
Vì thời giờ có hạn, cho nên em xin nhường cô lại cho anh Phan Thanh Hoàng. Xin mời anh. Kính chào thầy, kính chào cô bác anh chị. Nhân tiện đây con cũng có vài lời, con cũng muốn nói với anh Mark. Con cũng muốn cảm ơn anh Mark đã đóng góp xây dựng cái chỗ tốt đẹp của con là tập trung của sáng. Và con lên đây con rất cảm kích chị. Dạ, con cảm ơn Mark, I'm telling the master that I really appreciate all your work to build our education center, and that's the reason I start to do some work with my friend to show my appreciation. Quá tụi con lên đây nó vui lắm. Con thấy mấy cô thì cũng làm bếp rồi. Con thấy Mark làm được. Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu quyết tâm tu một đường lối thôi thì tâm thức nó khác. Nó làm cái gì phải có kết quả. Không có gì mà nói không làm không có kết quả. Thì bao nhiêu đó con thấy con đo lường cái tâm tu đến đâu và những người nói khoác tu đến đâu. Mình hiểu. Cho nên phải dứt khoát và tu thiền. Khi mình làm việc cũng phải dứt khoát. Cho nên nó có cơ độ tốt cho người kế tiếp không bao giờ tập quên hơn. Con cảm động lắm, cho nên con thấy vui. Mèo như trong nhà. Từ đầu chí cuối mọi người cương quyết tu và thực hành cho đứng đắn thì đâu có bị loạn lạc mà đâu bị khổ. Ví trong tâm mình, xé cái óc mình, cái đó là dài rồi. Tôi cứ quyết một đường đi thôi mà thôi. Nhiều người dài dột lắm, tưởng ta đây là bảnh hơn, bỏ đạo chạy đâu, càng không niệm chỗ này chạy đâu, không có điển, không có lên trời được, chạy đâu. Cho nên phải hiểu cái đường lối của vô vi là văn minh nhất, lúc nào cũng hợp thờ bất cứ thời đại nào. Bất cứ thiên cơ xảy đến đâu, chúng ta cương quyết là gặt hái được kết quả tốt. Mà nhiều người không biết, chạy tâm chạy tộc rốt chỉ khổ hơn. Khổ rồi đi về làm gì? Kiếm đồng tiền. Rồi bị đồng tiền vay xéo, chạy đâu? Cũng chạy trở lại vô vi mà tu. Vô vi hiểu rõ cái này không? À, chúng ta tu ta phải dứt khoát. Bỏ đời qua đời. Đêm đêm chúng ta lo tu, ngày chút mai chút, chứ không phải trong một tiếng hay 20 phút có thể thành đạo được. Trong một tiếng 20 phút đó là nói dốc. Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian. Ông Phật hành để ảnh hưởng chúng người thế gian. Người thế gian chịu hành thì tiến tới chừng Phật mà tu. Còn không chịu hành không bao giờ có kết quả. Đợi lúc chết kêu vị Phật đó rước mình, không có vụ đó. Phật không có hộ phò nữa. Ta đã dứt khoát, ta đi lên là cái con đường dài đằng đẵng họ đã thành công. Đó là của quý của chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy mà đi. Đức Thích Ca cho nó biết bao nhiêu khổ cảnh hiện trước mặt Ngài này, vẫn dứt khoát là tu. Ma quỷ hiện trước mặt Ngài phá quấy, gái đẹp đủ chuyện hết, mà Ngài dứt khoát diệt dục là tu mới thành đạo. Chứ vợ Ngài đâu có thua cô gái thế gian đâu. Đẹp lắm. Nhưng mà dứt khoát không đếm xỉa dù cái điều đó. Không tiếp tục phá hoại nhân sanh nữa. Mà chọn đường tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca. Phải Đức Thích Ca đã làm có một việc cho Ngài thôi. Chứ có làm gì đâu. Mà mọi người chạy theo đường lối để tu. Bây giờ chúng ta cũng là con người tại thế cũng như Ngài, có tay có chân, và chúng ta dứt khoát như Ngài để tu. Và vô vi cũng có người đã thành công và đã hành cho kỳ được bất cứ bão bùng đủ chuyện, nhưng không có nản lòng. Cái chuyện nản lòng
là cái chuyện quan trọng nhất, không bao giờ nản lòng, cương quyết truy tầm chân lý tiến tới thì có thành tựu tốt đẹp. Cho nên nhiều người bỏ dở cơ hội, bỏ một năm thiền mất nhiều điểm, muốn lập lại trật tự cũng có khác gì dệt một miếng vải mà vẫn cho đẹp. Bây giờ văn minh ta có miếng vải tốt thì chúng ta phải dùng cái diệu pháp để kết thành một luồng điển cho phần hồn tiến hóa. Tiếp tục dùng cái pháp khứ trực lưu thanh nó mới đạt tới cái diệu pháp thăng hoa cõi trời. Nghe lời tôi bên cõi âm, nói đông nói tây nói hay lắm nhưng mà không có kết quả, không kết quả, chắc chắn bảo đảm không kết quả. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả. Từ lúc tôi còn nhỏ tôi đã đi dự qua cái cầu cơ rồi đủ chuyện, nhưng mà tôi thấy không có kết quả cho nhân sinh, làm khối thần kinh của con người suy yếu đi, tạo hình tượng tốt đẹp nhưng mà người ta không có dũng chi tu học, là ta ý lại, ta mê hoặc, không có phát triển. Cô bác chị có ai hỏi người cái khác nhờ chúng tôi có thể đến đứng cạnh thầy cũng run quá. Vậy con tu tại con tu lỗi thôi. Nếu con mạnh lên, con dũng chí khai sáng con. Con là người trách nhiệm khai sáng cái tiểu thiên địa mà không có của mà không biết xài, đi xài của thiên hạ thì tự mình yếu đi. Cái phương pháp này là khai sáng cái tiểu thiên địa mình, mà mình không chịu làm. Có sư sở mà không biết khai sáng thì kinh tế phải thất bại rồi, điển yếu rồi, đứng bên nó rung rồi. Cái này người ta mạnh, người ta đã khai thác được cái điển này đã nhiều hơn. Điển là tiền gì trời đấy chứ, không có đô la ông trời mà nói chuyện gì trời, nói chấp. Kính thưa thầy, thầy lúc trước con thầy thường nhắc là phải hành. Thì cho đến giờ đó, con hành và theo con hiểu chữ hành đó là thực hành cái phương pháp là một, rồi con hướng tâm hướng thượng chỉ lực tự, rồi làm việc thì con cố gắng, việc gì con cũng cố gắng trong cái sự cố gắng hết sức của con thì trên trời. Rồi khi nghe băng lúc mà con có thời giờ đi xe chẳng hạn, đi làm về nhà nấu ăn hay gì, con hay mở băng ra, rồi sau đó con ngồi xuống con đưa những cái câu nhỏ của thầy lên trên chỗ con đó, trên tim bộ đầu của con để con hỏi. Thì thưa thầy, ngần đó thứ là có đủ và là về cái chữ hành chưa, hay là còn nhiều ý nghĩa của chữ hành? Thì xin thầy cho cứ vậy mà tiếp tục tới. Bây giờ con thấy sắc mặt con thay đổi hết, như trước khác hồi mới nhậm chức là mặt khác, bây giờ mặt khác, mặt bây giờ không có một xu cũng vui rồi, khác. Hồi trước không có một xu khó chịu rồi, à, nhà giàu rồi, không muốn gì nữa. Hôm nay hỏi thầy cho con hỏi này như thế nào? Có càng trẻ trẻ mình ngồi kế con, còn mấy bác làm gì đó là cũng hay làm theo. Con cũng muốn hỏi coi con làm sao, tại sao tôi đi tu mà đi tu với tụi con làm cái gì, đi tìm cái gì, thì con muốn hỏi cho các bạn trẻ trẻ. Mời anh lên để trả lời con của anh Quang. Thì hồi đó thì đi làm đó, thì làm cái gì cũng dễ dàng, không có gì được thành hết, làm nơi thì cái ý nó nản đó, rất là phải đi tu. Sau này hỏi thầy thì thầy nói con bị cái nghề tu chỉ biết bao nhiêu đó thôi, phải lỡ tu hứa tu mà không tu đi làm gì cũng không xong hết đó. Tu đạo nào cũng không xong hết đó. Phải tâm mình cương quyết mới được có cơ hội ăn năn sám hối và tự tiến.
Còn không nó chỉ kéo con đi giỏi ngắm ở thế gian này, dục là hết cỡ rồi, không làm gì hơn nữa. Con phải cương quyết chiến thắng nó thì mặt mày con sẽ bừng sáng và đẹp trai hơn bây giờ nữa. Cảm ơn thầy. Còn 5 phút nữa, có anh chị nào hỏi gì hỏi. Thưa thầy, xin thầy cho con biết, con nghe nói lúc mà niệm Phật bị rốt á, thì buồn ngủ, con không biết là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì cái gì rốt, con không biết. Nó điện nó rút rồi con mê vậy thôi, mà con cứ chú ý trong tim chân mày cho nó rút đi. Làm rút sao chừng nào con sẽ tốt chừng đấy. Làm sao mà con biết được là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì nó... Con cảm thấy cái bộ đầu nó rút không? Dạ con thấy nó nặng nặng. Nó nặng là không? Chưa có đúng. Con phải làm pháp luân thường chuyển đi. Gắn làm pháp luân thường chuyển một thời gian cho nó rút cái bộ đầu. Khi mà con nhắm mắt thấy rút cứ để cho nó rút, nó vô bú luôn thì nó sẽ nhẹ. Mà con biết là phân biệt sao mà buồn ngủ hay là rút? Buồn ngủ thì đâu có nặng, còn nó rút là không có nặng. Nhưng mà con thấy con ngủ đủ rồi, đâu có không có buồn ngủ nhưng mà tự nhiên ngủ. Con thấy cái đầu nặng à? Là ngủ chưa đủ. Dạ con thấy con ngủ đủ. Con ngủ chưa đủ, con thấy ngủ đủ mà nó chưa đủ, trong cơ thể nó chưa đủ. Cái body nó không accept. Con phải nằm cho nó nhẹ rồi con dậy con thiền. Dạ, không phải lúc mà con đi làm, con niệm Phật. Rồi con thấy ngày thường lúc thường con không có ngủ mà tự nhiên nếu mà con tập thì nó đưa bắt đầu nó muốn đi lên trên trung tâm bộ đầu thì nó làm con hơi buồn ngủ chút, không có sao. Cái đó là con chứng minh luồng điển nó đi lên đó. Mà con nhắm mắt chút rồi con tỉnh lại không có gì đó. Không phải buồn ngủ như là phải nằm, còn nếu mà nó còn nặng cái đầu ở đó là cái body nó không chưa đủ được. Con nói đủ chưa đủ vì công việc con đi theo vậy thôi, thì thể xác chưa đủ. Cảm ơn em. Mời bác mà mất tiếng. Mời bác. Dạ. Để cháu muốn hỏi bác chút thôi. Bác kể cho tụi cháu nghe bác tu tập làm sao rồi kết quả làm sao, kể cho tụi cháu nghe con mắt nữa. Cái câu hỏi của anh đó là tôi cũng còn chưa biết nữa, tôi tắt mà anh kêu tôi chính tôi không biết thành ra tôi mới tu mà. Nếu mà tôi mà được mà tiếng như là có thể mà giải thích trả lời câu hỏi của anh thì tôi cũng không nói được. Đấy, thoải mái chưa? anh hỏi tôi tu tập thế nào mà. Không phải. Cái đó thì tôi biết pháp thì cũng lâu rồi. Nhưng mà hành pháp đại đại để đi hành thầy. Nếu mà nói kể năm tháng á thì nó không có được bao nhiêu, nó chỉ biết cố gắng thôi, không có ấn tượng gì cả. Cố gắng làm nữa, không nên giải đại. Con ma lười biếng nó núp vào trong người, còn một biết chút là nó nói là đi ngủ đi cha. Nghe là tụi nó chắc chết. Nó nói đủ chuyện hết, con ma đều biết nhiều chuyện. Mình phải dứt khoát, giờ tu là tu, giờ ngủ là ngủ, giờ niệm Phật là niệm Phật, nghiêm nghị như vậy. Mấy mươi tuổi rồi, không có thì giờ giải lại, phải đặt chương trình đàng hoàng. Như tôi, năm nay tôi cũng bảy mấy tuổi, nhưng mà tôi vẫn giờ nào là giờ nào, không có lộn xộn. Cơ thể yếu quá thể. Cái nó
đẩy nó thôi, nhưng mà nó bày quá đó. Không, anh cương biết anh mà dạ. Anh cho nó là mệt là nó sẽ bày ra. Dạ. Tôi biết mà tôi trị luôn, tôi hiểu lắm. Dạ. Tôi trị luôn, tôi trị nhiều lắm. Mới vừa nói chút nữa thôi, không có vậy. Nghĩa là tư mệt lắm. Trả nó có hai cái răng, nghĩa là cái gì. Dạ. Không được, tôi đúng giờ là vậy. Dạ. Có mệt chắc mấy cũng phải ngồi đó. Tập thép rồi nó thành tập quán tốt, mà trong đó là trật tự. Cái trật tự của cái thể xác được là trật tự của điện sẽ có. Thì mình đi về trời cũng nhờ trật tự. Nếu không có trật tự không bao giờ được. Xin cảm ơn thầy. Tới giờ rồi, xin quý bác quý thị quý vị quý thị thầy về. Con cũng đại diện các bác quý thị em con cũng cảm ơn thầy đã bỏ thời giờ để chia sẻ với chúng con rất là vui. Cảm ơn các bạn đã bỏ nhiều câu hỏi, trong đó trung học tôi cũng có Phật và chúng ta đóng góp cho nhau, cố gắng trở về với cái vốn thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Thanh tịnh có tất cả, các bạn phải nhớ cái câu này, thanh tịnh là sẽ có tất cả, chắc chắn như vậy. Thành thật cảm ơn các bạn.